Tottenham Hotspur buộc phải thắng Fulham trong trận đấu muộn nhất vòng 9 ngoại hạng Anh để tiếp tục dẫn đầu bảng, và gà trống đã hoàn thành nhiệm vụ trên sân nhà. Son Heung-min đưa Tottenham Hotspur vượt lên dẫn trước với bàn mở tỷ số ở phút 36. Bàn thắng này đưa Son Heung-min vươn lên đứng thứ hai trong cuộc đua vua phá lưới ngoại hạng Anh, khi có cùng 7 pha lập công như Mohamed Salah và kém 2 bàn so với Erling Haaland. Tottenham Hotspur ấn định chiến thắng 2-0 trước Fulham ở phút 54 nhờ công của James Maddison. James Maddison đón đường kiến tạo của Son Heung-min rồi hạ gục thủ môn Burnley Leno. Tottenham Hotspur tiếp tục phong độ thăng hoa ở ngoại hạng Anh mùa này. Sau vòng 9 ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur dẫn đầu bảng xếp hạng với 23 điểm và hơn Manchester City, Arsenal 2 điểm trong cuộc đua vô địch. Ngược lại, Fulham tiếp tục đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Hai lượt đầu, Man United thua 3-4 trên sân Bayern rồi thua ngược Galatasaray 2-3 trên sân nhà Old Trafford. Vì thế, Quỷ Đỏ hiện đứng bét bảng A khi chưa giành điểm nào, xếp sau Copenhagen có 1 điểm, Galatasaray với 4 điểm và Bayern có 6 điểm tuyệt đối. Vì thế, Ten Hag thừa nhận khả năng Manchester United bị loại từ vòng bảng nếu không thắng Copenhagen ở lượt 3 trên sân nhà Old Trafford. Nếu thua 2 trận đầu, bạn phải thắng lượt tiếp theo, Ten Hag nói trong buổi họp báo hôm 23 tháng 10 về tầm quan trọng của bàn trận đấu. Rasmus Højlund là điểm sáng của Man United khi ghi 3 bàn trong 2 trận đầu, gồm cú đúp vào lưới Galatasaray và một bàn trên sân Allianz Arena. Dù vậy, trung phong Đan Mạch chưa ghi bàn nào qua 6 trận tại ngoại hạng Anh. Ten Hag cho rằng Højlund thi đấu tốt, nhưng cần thời gian sau khi chấn thương và lỡ giai đoạn tiền mùa giải cùng 4 trận đầu của Man United. Ten Hag ca ngợi học trò ghi 3 bàn tuyệt đẹp ở Champions League và sẽ nổ súng đều đặn khi hòa nhập, thi đấu ăn ý hơn với các đồng đội mới. Trong buổi họp báo này, Ten Hag chia sẻ nhiều về thông tin huyền thoại Bobby Charlton qua đời ở tuổi 86 hôm 21 tháng 10. Ten Hag chờ đợi bầu không khí đầy cảm xúc tại Old Trafford trong trận sân nhà đầu tiên của Man United kể từ nhận tin buồn. Ông thừa nhận toàn đội không thể gạt toàn bộ cảm xúc hiện tại, nhưng có thể sử dụng nó làm động lực để cống hiến hết mình trước Copenhagen. Ten Hag nhấn mạnh Charlton không chỉ là huyền thoại của Man United mà còn với lịch sử bóng đá, và đặt những tiêu chuẩn cao và tạo ảnh hưởng lớn ở sân Old Trafford. Những tiêu chuẩn cao đó là điều mà chúng tôi phải hướng tới hàng ngày. Nhưng trước hết, suy nghĩ của chúng tôi hướng về gia đình ông ấy, Ten Hag bày tỏ. Sau khởi đầu chật vật với 6 thất bại qua 10 trận đầu, Man United giải tỏa áp lực với 2 chiến thắng liên tiếp trước Brentford và Sheffield United. Diogo Dalot tự tin Manchester United có thể giành 3 chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 5 và xem đây có thể là bàn đạp giúp đội xoay chuyển tình thế. Mỗi trận là cơ hội để chúng tôi xây dựng sự tự tin, tạo động lực, hậu vệ Bồ Đào Nha nói khi ngồi cạnh Ten Hag trong buổi họp báo. Khi thắng, bạn sẽ dễ dàng có được sự tự tin hơn. Chúng tôi đã thể hiện chất lượng, có những cầu thủ tuyệt vời với khả năng định đoạt trận đấu. Chúng tôi phải tận dụng những chiến thắng này để xây dựng sự tự tin và động lực.